Phòng gym ở đây rất là to và có sức chứa hơn 100 cư dân luyện tập cùng một lúc và đầy đủ thiết bị như là The Vista An Phú. Nhưng có một điểm cộng cực kỳ lớn, đó chính là các mặt xung quanh của phòng gym nào đều là kính, nhìn ra các khu vực tiện ích ngoài trời với cây cối, công viên, thác nước và cả hồ bơi nữa. Cái này người ta gọi là vừa tập vừa chill, không bao giờ thấy chán. Ngoài những khu vực giải trí ngoài trời thì còn có các phòng giải trí. Các phòng này nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì các bạn phải book trước với ban quản lý. Ví dụ như là phòng karaoke nè, có khu vui chơi trong nhà nè, thư viện nè, đấu trường trò chơi trong nhà nè. Nói chung là ở đây rất là nhiều tiện ích mà không thể nào kể hết được. Thì hiện tại Ly đang có mặt ngay tại cái cầu treo. Nói là cầu treo nhưng mình nghĩ đây là một cái cầu treo rất là hiện đại vì nó rất là chắc chắn. Còn các bạn có thể nhìn qua khu vực phía bên dưới thì chúng ta có một cái khu vực vườn treo. Cái vườn treo này nó kéo dài xuống gần 3 tầng thương mại. Đường nó rất rộng rãi. Các bạn có thể thấy từ lối đi cho đến cây cầu này mọi thứ rất là thoải mái, nên nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là trong xanh và một cái không